tất cả các bác. Lần trước cái con này về thì em chưa có clip mở cho các bác, nhưng mà lần này về em phải làm clip mở cho các bác biết là tại sao cái KMS 1000 của em nó lại đẹp như thế. Vì các bác hiểu là hàng này là hàng thanh lý của công ty các bác nhé. Hàng này là hàng thanh lý của công ty, đâm ra là em nhập được thanh lý, là có nghĩa là cái công ty, cứ ví dụ như là một cái hội trường rất là to hoặc là một cái công ty truyền thông nào đấy, người ta sử dụng một loạt những cái bộ dàn, mỗi phòng một bộ dàn đấy, thì khi mà người ta nâng cấp các bộ dàn nhà người ta lên, ví dụ như là các bác biết những phòng hát ấy, ví dụ như là phòng hát thì người ta chỉ có lấy loa mới về xong người ta treo lên thôi, treo lên xong người ta khi người ta dùng một thời gian nào đó rồi người ta bỏ xuống thanh lý, thì lúc đó em nhập lại. Và trong cái lúc nhập lại như thế mà em đã nói chuyện với bên vận chuyển là các bạn phải đóng cho mình thật là chắc chắn rồi những cái thanh gỗ này. Đấy, những cái thanh gỗ này chắc chắn về để cho hàng mình nó rất là đẹp. Thì đây, tất cả những hàng của em về hầu như là đều những loa thì thường đi bằng công, đâm ra là nó sẽ rất là đẹp các bác nhé. Đóng hộp, hộp thì đây là hộp ngoài thôi chứ không phải hộp của nó. Đấy, thì đây hầu như là không phải hộp của nó, vì con này thì nó không, nó là hàng thanh lý mà, đâm ra nó không còn giữ được hộp nữa, nên các bác không cả. Thì bây giờ em sẽ bóc hộp ra cho các bác xem nhé, xem anh mời các bác xem. Tất cả đều là được đóng hộp của các bác nhé, đóng xốp rất là cẩn thận, tuy không phải của nó thôi nhưng mà đóng thì rất cẩn thận khi chuyển về để cho tình trạng của cái loa này nó lúc nào cũng phải là đẹp nhất các bác nhé. Nên giá của con này em nhập thì hầu như là cao hơn những cái con khác, những cái dòng hoa khác, sao cái tiền vận chuyển nó rất là nhiều và ăn lãi rất là mỏng. Đây, một số con thì tất nhiên nó sẽ có bị vết chảy xước, vết móp, nhưng không thể tránh khỏi, đây dòng lo bãi người ta đã vận chuyển lên, vận chuyển xuống. Đấy, người ta chỉ đặt thôi chứ không đặt trên giá các bác hiểu chưa, đặt trên giá rất là đẹp. Thì đây là em đã báo bên vận chuyển là dọn sạch cho em. Đấy, dọn sạch tất cả và đóng vào hộp cho em, coi như là như hàng mới luôn. Đấy, nó chỉ khác hàng mới là hàng mới nó có hộp rất là đẹp, còn hàng này của em thì không có hộp các bác nhé. Những đôi này thì trên thị trường nó đang bán tầm khoảng độ 8 đến 10 triệu. Đấy, nhưng mà nhập thanh lý thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Cũng có không có gì khác đâu, nó có những cái ký hiệu như R và L cho loa trái và loa phải. Đây, R và L cho loa trái và loa phải. Thì đằng sau nó là 480W. Đây, chỉ số thông tin của nó đây. Và điều đặc biệt là nó sẽ có những cái dán rất là đẹp đây, vì nó là hàng chuẩn ở Trung Quốc các bác nhá, hàng dùng cho người Trung Quốc, làm cho người Trung Quốc dùng, nên là nó sẽ rất là đẹp. Bác nào mua hàng thì alo trực tiếp giúp em 01657159662 0943 687690. Còn rất là đẹp các nhá, hàng ấy đôi khi người ta chỉ dùng trong vòng vài tháng thôi, người ta nâng cấp lên thì tất nhiên là nó sẽ vẫn còn mới, rất là mới các bác nhé. Đấy, và bác 25 hai củ chép rất là to luôn, màu vàng rất là đẹp, nếu mà bác nào ra nhìn tận mắt thì không thể chê được. Đấy, không thể chê được con này. Rồi, cảm ơn các bác đã xem video của em, chào tất cả các bác, hẹn các bác ở những clip lần sau. Các bác nào đã thẩm nghe những video trước thì đã biết là âm con này rất là hay rồi. Đấy, chép rất tang và bát rất lực, tiếng thì rất sáng luôn. Đấy, cảm ơn các bác đã xem video của em, chào tất cả các bác nhé.